Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của An Thái Khang. Hôm nay sẽ là một chủ đề hoàn toàn mới, không hề liên quan đến keo sơn hay bất cứ thứ gì về công nghiệp. Hôm nay chỉ là một chương trình khá là ngọt ngào và nhẹ nhàng dành cho ngày 14 tháng 2. Mặc dù thì tình yêu đương được thể hiện trong khoảng 365 ngày một năm thì mới là một tình yêu lý tưởng. Tuy nhiên thì một cái gì đó đặc biệt vào ngày 14 tháng 2 sẽ khiến cho một nửa của bạn luôn cảm thấy thú vị hơn. Thì hôm nay kênh chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện một chiếc thiệp handmade. Hy vọng một món quà tuy nhỏ nhưng mà có thể có một ý nghĩa rất là lớn mà bạn có thể dành tặng cho một nửa kia của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần chuẩn bị. Chuẩn bị rất là đơn giản, bạn chỉ cần có giấy đủ màu, băng keo hai mặt, hồ dán, bút viết và kéo. Chúng ta cần chuẩn bị một miếng cạc tông kích thước khoảng 8cm. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt thành một cái hình trái tim mẫu như thế này và sẽ dùng cái mẫu này để vẽ trên giấy màu. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng kéo để cắt ra và bạn có thể sử dụng nhiều màu khác nhau để có thể ra được nhiều trái tim khác nhau. Đây mình cắt ra rất là nhiều trái tim với nhiều màu, có thể chọn màu hồng, màu cam hoặc màu vàng tùy sở thích của bạn. Sau đó bạn sẽ chuẩn bị một tờ giấy màu đen, cắt hình vuông có kích thước như sau, 16cm và các ô nhỏ ở trong sẽ là 8cm. Bạn sẽ dùng lại trái tim lúc nãy mình đã cắt và vẽ. Chúng ta lưu ý là chỉ vẽ trái tim ở 3 phần, còn trừ lại 1 phần. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cắt ra. Mình sẽ dùng keo dán cái trái tim mà mình đã cắt sẵn lúc nãy. Sau đó mình sẽ dán thêm một phần giấy trắng. Các hình vuông có thể là kích thước 8cm hoặc là nhỏ hơn, tùy bạn lựa chọn kích thước. Mình sẽ chờ, để bên ngoài chờ cho nó khô. Trong thời gian chờ khô thì mình sẽ bước sang việc chuẩn bị một cái bao thư bên ngoài. Mình sẽ dùng một tờ giấy ráp. Kích thước thì lát nữa mình sẽ nói trên màn hình để mọi người có thể xem. Đó, mình sẽ cắt ra. Sau khi cắt ra thì mình sẽ gấp theo từng cái nếp gấp mà mình đã vẽ sẵn. Sau đó mình sẽ dùng băng keo hai mặt. Mình sẽ gấp lại. Mình có thể dùng bút để kẻ thêm một vài đường trang trí.
Như vậy chúng ta đã làm xong một cái bao, và sau đó chúng ta sẽ gấp thiệp và bỏ lại vào. Chúc các bạn thành công.